hãy cùng với Gen trộn hết nguyên một cái đống slime này lại với nhau để xem là chúng ta được kết quả là một cục slime như thế nào nha. Đến hẹn lại lên, hôm nay Gen lại có rất là nhiều những loại slime khác nhau ở trong kệ của mình, cho nên hôm nay mình quyết định sẽ trộn hết mấy cái loại slime này lại. Sương Sương thì cũng gần 10 hộp slime với những kích cỡ khác nhau. U là trời, mới cái hộp slime đầu tiên mà sao nó đẹp quá vậy, không có nỡ trộn luôn đó mấy bà. Em này chính là slime dưa gan nha, và bình thường thì mình sẽ chơi chung với mấy cái tram trà sữa nữa, còn đây chính là em slime trà sữa siêu hot hòn hòt luôn. Tuy rất là nhiều bạn hỏi mua nhưng mà tôi chưa có đăng bán luôn á mấy bà. Thôi thì cho em nó vào trộn chung luôn nha. Còn đây chính là một hũ slime bể cá xanh còn sót lại, nhưng mà nó rất là nhỏ xíu luôn và nó không có tram. Một hộp slime trà sữa khoai môn, vừa đặc vừa bóng vừa dẻo, nhấn cái tay vào ta nói nó đã ơi là đã luôn, kéo một cái sướng cái tay luôn á mấy bà. Nói về đều dẻo và đặc của em này là không phải bàn nha, kéo ra được nguyên một cái lớp màng siêu to luôn nè mọi người. Còn đây là một hộp slime mà mình làm màu vàng cách đây rất là lâu rồi, cho nên là nó đã bị chảy rồi đó mọi người. Gen cũng sẽ đổ vào để trộn chung với các loại slime còn lại, mà cái màu vàng tươi nhìn thích mắt ghê luôn á mọi người ha. Với một cái số lượng màu vàng rất là nhiều như thế này thì chắc là cái kết quả mình nhận được nó cũng sẽ có màu vàng đây. Tiếp theo chính là một hộp slime bể cá xanh, nhưng mà do tôi chơi nhiều quá cho nên là cái màu của nó hơi bị xuống màu rồi nè mọi người. Cái này không phải là do bị dơ đâu, mà tại vì hôm qua Gen trộn với cái hạt nở, mà cái hạt nở nó có cái màu nâu nâu cho nên là nó mới ra cái màu này á cả nhà. Cái em slime này nó đã khá là chảy rồi cho nên là mình sẽ cho vào trộn chung luôn nha. Còn đây chính là một hộp slime basic quá là hoàn hảo. Nhấn cái tay vào thôi là ta nói sướng ơi là sướng luôn á mọi người. Bởi vì em này nó quá là xinh đẹp cho nên là mình không có nỡ đổ hết, mình chỉ lấy một phần thôi. Mà chia sẻ với mọi người nha, đó là sau rất là nhiều những lần làm slime thất bại thì đến ngày hôm nay mỗi lần mà mình làm slime basic á là cái chất slime mà Gen làm nó rất là đặc, dẻo, bóng á mọi người. Mỗi lần mà kéo màng ra là mọi người có thể tưởng tượng được cái cục slime nó dai và nó dẻo đến như thế nào. Còn đây chính là một hũ slime bơ, nhưng mà để nó quá là lâu rồi cho nên là cái lớp đất sét nó sẽ nổi lên trên, cái lớp keo thì nó sẽ lắng xuống dưới, và mình còn có cho thêm mấy cái hạt xốp nữa cho nên là nó nổi lên bền giống như là một cái tảng băng gì đó mọi người, khá là vui. Em này thì có màu cam rất là đẹp nha. Còn đây chính là một hũ slime trà sữa, nhưng mà cái hũ này thì nó bị hơi chảy rồi cho nên là mình cũng sẽ đổ vào để trộn chung luôn. Vẫn còn rất là thơm mùi sữa luôn. Mấy em slime này thì khi mà mình để lâu thì cái dung dịch làm đông nó sẽ bị mất tác dụng và làm cho slime của mình bị chảy ra. Tuy nhiên bởi vì thành phần chính của slime thì nó là keo cho nên là nó không có bị hư hay là bị thiêu gì hết á mọi người, mà nó sẽ từ dạng đặc trở thành dạng lỏng thôi. Cho nên là mình sẽ trộn hết cái hỗn hợp slime này lại và cuối cùng là sẽ cho thêm dung dịch làm đông để sửa cái cục slime này thành một cái cục slime mới. Lúc nãy trong lúc trộn slime thì mọi người có nhớ là cái hũ slime màu cam và cái hũ slime màu vàng là hai hũ nó bự nhất, cho nên là khi mà mình trộn thì hầu như cái màu chủ đạo sẽ là màu cam và màu vàng. Mà ta nói trộn quá chừng slime luôn cho nên đến cái khúc này trời ơi tôi khuấy mỏi cái tay ơi là mỏi luôn á mọi người, suýt tí nữa là gãy luôn cái que kem luôn kìa. Mà mọi người có để ý là có mấy cái hạt xốp nho nhỏ có màu trắng rất là đáng yêu không mọi người, nó nằm trong cái hộp slime màu cam lúc nãy á. Từ đầu đến giờ đang khuấy thì thấy có một điều lạ lạ trong cái đống slime của mình, đó chính là có một cái tram đang ẩn mình ở dưới cái đống slime này. Để tôi lấy lên cho mọi người xem. Đèn ten ten ten, một ông cụ rất là đáng yêu và ấm áp, dễ thương xỉu luôn. Còn đây chính là kết quả. Tèn ten ten ten, cuối cùng lại trộn ra được một cục slime có màu trà sữa nè mọi người. Gen không hề cho thêm bất kỳ một cái loại màu nào vào luôn nha mọi người, cứ trộn tự nhiên như vậy. Cuối cùng ai ngờ lại được cái kết là có một cục slime màu trà sữa siêu đẹp luôn. Mà mọi người nhìn kỹ cái màu slime đi, sẽ thấy nó siêu giống với cái màu trà sữa mà mình uống luôn á mấy bà. Ô là trời, tính ra trộn tới trộn luôn thì cũng ra một cái màu siêu đẹp luôn. Slime của mình thì vừa click ly bóp bong bóng nghe giòn rộp rộp, đã ơi là đã luôn. Mà cái cảm giác mà chơi nguyên một cái cục slime siêu to khổng lồ nó đã hơn cái cảm giác mà chơi một cục slime nhỏ rất là nhiều luôn á mọi người. Có điều thì do cái cục slime nó bự quá cho nên là mình chơi hơi mỏi tay. Do đây chính là một cục slime trộn từ rất là nhiều cục slime khác nhau cho nên mọi người thấy là cục slime này nó sẽ lỏng hơn cái cục slime basic bình thường của Gen khá là nhiều. Nhưng mà không sao, em nó vẫn chơi rất là đã tay và bóp bong bóng thì nghe rôm rốp siêu sướng tai luôn. Và đó chính là hành trình trộn slime của Gen trong ngày hôm nay. Mọi người thấy cái kết quả như thế nào? Có đẹp hay không? Hãy để lại dưới phần bình luận nha. Còn bây giờ thì đừng quên like video, đăng ký kênh và nhấn cái chuông bên cạnh để chúng ta gặp nhau vào lần sau. Chúc mọi người có một buổi tối thật vui vẻ.